Trôn trôn Việt Nam, cười xỉu với màn giả làm người ngoại quốc của thanh niên và sự giới thiệu cực nhiệt tình của bác gái. Good morning, sir. What is go? Hello. Ở Việt Nam, it's phụ thuộc. Mình lựa chọn là cây lúa. Hả? Cây lúa. Cây lúa. À. Lúa. Bây giờ này nó cứ thế này nó lên cây lúa. À. Bây giờ này không thể cấy nữa, bây giờ chuyển sang cây lúa. Ồ, Việt Nam ok ha. Ok, cây lúa. Cái đây là food à? Food. Cái này là food giúp cỏ. À. Nó phải mọc cỏ. À. Mọc cỏ. Food đây, okay, Việt Nam very good, okay, come on, oh yeah. Việt Nam bây giờ hiện đại rồi. Oh, okay, Việt Nam very good, okay. Đấy đang gieo mầm. Ngọt đậu. Okay. Thế mình ở đâu? Brazil. Nước nào? Liên Xô. Nước Đài Loan à? No. Israel. Yeah. Bum. Yeah. Bum. Yeah. Yeah. Israel. Đan nhau. Okay. Very good. Okay. Đẹp. Sao Việt Nam này làm bánh chảo? Brazil. Sao Việt Nam này mở công ty à? Việt Nam đánh bom. Sao Việt Nam để làm công ty? Yeah, come on. Oh yeah. Xin cảm ơn Brazil. Xin cảm ơn. Okay. Thank you. Okay.